Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 10 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Các bạn nhớ like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, đầu óc Mạnh Thiên Sở nhanh chóng vận chuyển. Sự tình phát sinh tối qua nhanh chóng lóe lên trong não hắn. Nếu như đây là một vụ mưu sát, chẳng lẽ tên thư lại chắc tên đó trong cơn tức giận đã giết người hay sao? Hay là tên lang quan mập kia tức giận giết người cho hả giận, lại còn có tên Trương Huyện Thừa mượn rượu cố ý tranh hơn thua nữa? Mạnh Thiên Sở vừa được Phi Yến giúp mặc áo, vừa nhanh chóng suy nghĩ các tình huống khác nhau, sau đó vội vàng rửa ráy sạch sẽ để bước ra ngoài. Hạ Phượng Nghi xách dương pháp y cho Mạnh Thiên Sở, thần tình khẩn trương đứng ở phòng khách. Thấy Mạnh Thiên Sở bước ra, nàng đưa cho hắn bảo: "Phu quân, chàng còn chưa ăn sáng, hay là mang hai cái bánh bao vừa đi vừa ăn được không?" Mạnh Thiên Sở tiếp lấy dương, lắc lắc đầu nói: "Thôi khỏi, ăn không nổi đâu." Hắn nói xong nhanh chân bước ra phòng khách, thấy ngoài vườn có Mộ Dung Huynh Tuyết mặc đồ thư lại đang đứng, hai má ửng hồng, rõ ràng là đang thẹn thùng về chuyện tối qua, bèn cố ý chọc nàng: "Cô định đi khám nghiệm hiện trường với ta sao?" Mộ Dung Huynh Tuyết thoáng qua nét kinh khủng trên mặt, vội vã lắc đầu. Con gái tuy có lòng hiếu kỳ, nhưng đối với hiện trường sát nhân hay kiểm tra thi thể này, tránh được thì tránh, sao có thể đi theo hắn cho được. Mạnh Thiên Sở cười cười: "Vậy thì tốt, cô ở phòng thư lại xử lý công vụ đi." "Dạ." Mộ Dung Huynh Tuyết khẽ thở phào, không người đáp ứng. Mạnh Thiên Sở rời khỏi nội nha, Huyện Thái lão gia Thái Chiêu đã chờ ở cửa nội nha môn, thấy hắn bước ra liền cung tay nói: "Tiên sinh, con dâu của viên chủ bộ bị giết rồi. Lâm trưởng quỹ kiên trì nói viên Thiết Sơn giết con gái ông ta, phái người đến nha môn báo án. Án kiện này muốn phá được ắt phải nhờ đến tiên sinh rồi." Mạnh Thiên Sở ôm quyền đáp: "Ông chủ khách khí rồi, đây là phận sự của bỉ nhân mà." Hai người chia nhau lên kiệu, dẫn theo bộ đầu Vương Dịch và hơn 10 bộ khoái cùng các ngũ tác trong nha môn vội vàng chạy đến chỗ của viên chủ bộ. Viên chủ bộ và Lâm trưởng quỹ được tin đã ra cửa đón tiếp. Phía sau hai người họ là huyện thừa Trương Thị. Thì ra Trương Thị nhận được tin, ngay cả mặt cũng không kịp rửa, chạy tới xem náo nhiệt ngay. Lâm trưởng quỹ vừa nhìn thấy Thái Chi huyện quỳ sụp xuống khóc ròng: "Đại lão gia, ngài hãy làm chủ cho tiểu nhân. Sự tình tối qua ngài cũng thấy rồi, đây là do viên Thiết Sơn hiểu lầm con gái tôi, không thủ đạo vợ chồng, tàn nhẫn mà giết chết con gái của tôi. Con gái của tôi chết thảm quá, ngài nhất định phải giải oan khiên cho con gái của tôi." Viên chủ bộ hoảng loạn chắp tay: "Thái đại nhân, đừng nghe ông ta hổ ngôn loạn ngữ. Tối qua phát sinh chuyện đó, nhưng con trai tôi không thể vì thế mà giết người được." Trương Huyện Thừa đứng ở phía sau, hiện ra vẻ mặt vui sướng vì cái đau của kẻ khác, lạnh lùng nói: "Cái đó thì không nhất định. Con trai của ngươi ngay cả bổn quan mà còn dám nhục mạ trước mặt mọi người, thì còn sự tình gì mà không dám làm nữa đây?" Con dâu của viên chủ bộ chết ly kỳ ở trong động phòng, hỷ sự biến thành tang sự, vốn đã gây buồn bã u sầu cho ông ta, hiện giờ lại nghe Trương Huyện Thừa trào phúng, cộng thêm vụ làm nhục tối qua, không khỏi đột ngột nổi khùng, chuyển thân chỉ thẳng mặt Trương Huyện Thừa mà nói: "Họ Trương kia, ngươi ba phen năm lượt làm nhục ta, ta đã nhịn nhục ngươi nhiều lần rồi, bây giờ ngươi còn té dính ném đá nữa, nói những lời không căn cứ, đó là đạo lý gì?" Trương Huyện Thừa không ngờ viên chủ bộ nhỏ chức hơn mình đến hai cấp mà lại dám chỉ mặt mình mắng nhiếc, không còn kể gì đến tôn nghiêm trên dưới của bậc làm quan, hiển nhiên tức giận đến cực điểm. Nhưng ông ta cũng biết chó cùng cắn bậy, thỏ bị đuổi quá cũng dám quay lại cắn người, cho nên chỉ cười cười: "Bổn quan chỉ lấy việc luận việc, viên đại nhân hà tất phải tức khí à?" Thái Chi huyện quát: "Được rồi, sự tình còn chưa làm cho ra nhé, các ngươi cãi cái gì?" Trương Huyện Thừa và viên chủ bộ vội cung thân thi lễ, không dám nói gì nữa, chỉ còn có ông chủ Lâm là khóc lóc hu hu. Thái Chi huyện nói: "Viên đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi kể lại coi." "Dạ, sáng hôm nay ty chức còn chưa dậy thì khuyển tử đã hoảng loạn chạy vào. Hắn nói, họ nói phát hiện vợ mình chết, phu thê của ty chức vội chạy tới phòng tra xét, thì con dâu nằm chết trên giường, quả nhiên đã tắt thở, đó là bệnh nặng mà chết. Ty chức vội vàng phái người đi thông chi hai vợ chồng thông gia, họ cũng vội đến, thấy con gái tử vong, liền một mực cho rằng bị khuyển tử giết chết. Như vậy rồi đến nha môn báo quan luôn." Lâm trưởng quỹ khóc ô ô: "Con gái ta không bệnh không tật, đến nhà ngươi còn chưa đến một ngày là đã chết rồi. Tối hôm qua con trai ngươi còn xô con gái ta té, nhiều người đều thấy hết. Con trai ngươi đối với con gái ta ngoan độc như vậy, không phải hắn giết thì còn ai đây?"
Viên chủ bộ cười khổ: "Ta tin con trai ta không có giết người, khẳng định là không phải nó giết. Có thể là con gái ngươi thân thể có bệnh, vừa khéo phát tác vào lúc này chết đi, cái đó không ai biết được cả." "Con gái ta không có bệnh mà." Mạnh Thiên Sở xua tay: được rồi, dù sao thì chết thế nào, để ta kiểm tra xong là rõ chứ gì, hai người không cần phải tranh cãi nữa." Thái Chi Huyện nói: "Tiên sinh nói rất đúng, Viên đại nhân, Lâm trưởng quỹ, hai người không được nói gì nữa, hãy để tiên sinh kiểm tra thi thể trước đi." Viên chủ bộ và Lâm trưởng quỹ cùng gật đầu. Mạnh Thiên Sở mang dương pháp y nói với viên chủ bộ: "Dẫn chúng ta đến hiện trường án mạng." Viên chủ bộ đáp ứng, đi trước dẫn đường. Thái Chi Huyện và Mạnh Thiên Sở cùng mọi người bước theo sau. Họ đến phòng cưới, tân lang quan Viên Thiết Sơn ngồi trên bậc thềm ở ngoài vườn, tay vào đầu, mặt mày ủ rũ. Sau lưng của y có Viên phu nhân và Lâm phu nhân không ngừng khóc lóc, sau nữa là mấy tiểu nha hoàn. Viên chủ bộ khẽ nói: "Thi thể của vợ Thiết Sơn ở trên giường trong phòng tân hôn ấy." Thái Chi Huyện và Mạnh Thiên Sở bước lên bậc tam cấp. Mạnh Thiên Sở đột nhiên liếc mắt nhìn thấy ở một góc trên bậc thềm có dấu nôn mửa, lòng chợt động. Tối hôm qua khi hắn đến tân phòng, lúc đó Trác Tân đang nằm ngay chỗ này. Khi hắn cứu Trác Tân, nhớ rất rõ ràng ở cạnh bậc tam cấp không có vết ói mửa gì. Nhân vì mùi vị của chất ói mửa đó rất mạnh, nếu như có thì hắn sẽ phát hiện ra ngay. Hai người đến trước cửa, thấy cửa phòng khép hờ, lộ ra khoảng trống khoảng nửa xích, liền nhìn vào trong, thấy trong phòng rất loạn. Thi thể của Lâm Tư được đắp bằng một cái mền mỏng màu đỏ, một cái chân nhỏ trắng thò ra ngoài, đầu tóc tán loạn, thần tình trên mặt nhìn không rõ. Mấy quần áo nữ tử bị quăng ở trên mặt đất, dường như bị xé nát. Thái Chi Huyện làm quan nhiều năm, cũng đã gặp không biết bao nhiêu là án mạng, đương nhiên biết bảo hộ viện trường, vụ án là trọng yếu vô cùng. Liền quay đầu chắp tay nói với Mạnh Thiên Sở: "Án mạng này giao phó cho tiên sinh phụ trách, vãn sinh ở ngoài vườn chờ." Tiếp theo đó, Thái Chi Huyện chuyển thân bước xuống bậc thềm, gọi Viên phu nhân, Lâm phu nhân cùng các nha hoàn đều ra ngoài chờ. Viên chủ bộ đã gọi người hầu bày mấy cái bàn ở ngoài vườn, dọn trà thơm lên. Tiếp theo đó, cùng Lâm trưởng quỹ đứng hầu hai bên Thái Chi Huyện. Hai phụ nhân thì mang nha hoàn tránh vào gian phòng ở một bên. Mạnh Thiên Sở hỏi Viên Thiết Sơn đang ngồi một bên: "Chuyện là thế nào?" Viên Thiết Sơn từ từ ngẩng đầu, nghẹn ngào đáp: "Tôi cũng không biết, thật đó, sư gia, sáng nay tôi tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, tôi xuống giường đi nhà vệ sinh, khi trở về giường, ôm nương tử của tôi đi nồng nhiệt, nhưng một chút sau, tôi phát giác không ổn, vì nàng ta không hề động đậy, tay chân đã lạnh ngắt, không cong lại. Tôi giật mình, dùng sức lai gọi tên nàng, nhưng nàng vẫn bất động, tôi vội đốt đèn lên, thì phát hiện là nàng đã chết rồi." Mạnh Thiên Sở trầm giọng hỏi: "Tối qua các ngươi ngủ từ khi nào?" Đại khái vào khoảng canh ba." "Ngươi phát hiện nàng ta chết vào lúc nào?" "Đại khái vào giờ mão, tức là khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng." "Các ngươi có đóng cửa sổ kỹ khi đi ngủ không?" Đóng rất kỹ." "Các ngươi có xảy ra tranh cãi hay đánh đấu gì không?" "Không, không có, sao có thể như vậy được? Nàng ta là nương tử của tôi, chúng tôi mới thành thân hôm qua mà." Mạnh Thiên Sở trừng mắt nhìn Viên Thiết Sơn một lúc lâu, rồi vỗ vỗ lên vai y: "Hy vọng là ngươi không nói dối, mà cho dù ngươi có nói dối, ta cũng có thể tra ra." Viên Thiết Sơn cả kinh, không tự chủ hỏi một câu: Cha làm sao?" "Ngươi không biết, người chết biết nói sao? Chỉ cần ngươi học được tiếng nói của người chết, ngươi sẽ biết cách nói chuyện với họ." Viên Thiết Sơn như hiểu như không, nhưng vẫn cảm thấy xương cốt ớn lạnh. Mạnh Thiên Sở cho gã ra ngoài chờ, nói rằng có thể gọi bất cứ lúc nào. Sau đó mở dương pháp y, lấy đôi bao tay đeo vào, rồi cẩn thận tránh những chỗ có thể để lại dấu tay, đẩy cửa phòng bước vào. Căn phòng được bảo trì giống như hình dạng động phòng hoa trúc hôm qua. Ở giữa có một cái bàn tròn, có một hồ rượu lớn và hai chung rượu. Mạnh Thiên Sở cầm vò rượu lên xem, phát hiện nó rất lớn, ít nhất cũng được 3 cân rượu và đã uống gần sạch rồi. Có hai cái ghế, một cái còn đứng và một cái đã ngã chỏng chơ dưới đất. Nhìn đến hương án, hắn thấy có đôi nến đại hồng chỉ mới đốt được một phần nhỏ, lặng lẽ đứng ở đó, làm kẻ làm chứng cho hung án này. Chỉ có điều là im lìm, không biết nói. Cái giường hoa trong phòng rất lớn, treo màn trướng, chỉ có điều là một bên màn trướng đã bị vạch ra, vắt lên trên thành giường. Cái giường này cũng rất lớn, nằm ngang nằm dọc mấy người cũng chẳng thấy chật. Thi thể của tân nương tử Lâm Tư nằm ở sát bên giường, ngửa người lên trời, cái vai trần trắng nõn nà lộ ra ngoài. Mền được đắp rất thẳng, xem ra là sau khi phát hiện tử thi rồi mới được đắp sửa lại. Trên giường không có dấu máu, cũng không có dấu vật lộn,
Nhưng khi Mạnh Thiên Sở cẩn thận kiểm tra mấy mảnh quần áo của tân nương, phát hiện đều bị xé rách, trên đó còn có một số chất dơ dính vào. Hiện giờ cần phải tra rõ nguyên nhân tử vong của Lâm Tư là do người ta giết hay tự bản thân có bệnh. Sau khi phát hiện nguyên nhân tử vong chính xác rồi mới quyết định xem có cần tổ chức phá án hình sự hay không. Mạnh Thiên Sở cẩn thận kéo mền che ra, lộ ngọc thẻ trần truồng như nhộng bên dưới. Hắn thấy nạn nhân nằm ngửa, hai tay để hai bên thân, hai chân giang ra, nhũ phong và phía trong đùi có những chỗ ứ huyết dưới da, nhưng không bị tuột biểu bì, cho thấy bị vò bóp tạo thành. Ngoài ra biểu hiện trên thân thể không có dấu vết nào khác. Sau khi lật thi thể qua, lưng cũng không có vết thương nào rõ ràng cả. Thi ban đã xuất hiện vị trí phù hợp với tư thế của thi thể, cho thấy thi thể không hề bị di động qua. Thi ban có màu nhạt, còn ở trong thời kỳ trầm lắng. Thi cương đã hình thành gần như khắp toàn thân. Sau khi thử nhiệt độ thi thể, tổng hợp phán đoán thời gian tử vong khoảng 12 giờ đêm, tức là vào khoảng canh 3. Do thi thể không xuất hiện ngoại thương rõ ràng, trọng điểm kiểm tra trong trường hợp này là ở mặt và ở cổ của người chết. Kinh qua kiểm tra, phần mặt và cổ của người chết rõ ràng có dấu hiệu tử vong vì nghẹt thở. Miệng và mũi có chỗ biểu bì bị toác ra. Xuất huyết ở dưới da có dấu cấu bóp rõ ràng. Miệng, môi và níu răng có một số thương tổn xuất huyết. Phần mặt và cổ bị ứ huyết sưng phù, bầm tím. Đất mô nhãn cầu có xuất huyết và ứ huyết. Võng mô cũng xuất huyết, nhưng cổ không có dấu bóp. Sơ bộ phán đoán, người chết bị người dùng tay áp vào miệng, nhân vì khuyết thiếu dưỡng khí dẫn tới ngộp thở tử vong. Do đó có thể phán đoán đây là một vụ giết người. Mạnh Thiên Sở án chiếu theo thường quy, kiểm nghiệm pháp y kiểm tra âm hộ của người chết, phát hiện sử nữ mô màng trinh có dấu rách mới. Tiếp theo đó lấy mẫu vật nội dung bên trong âm đạo, vòm miệng, nhũ hoa và huyết dịch để sau này kiểm nghiệm. Do người chết là con dâu của chủ bộ trong nha môn, do đó nếu muốn giải phẫu thi thể phải hỏi ý kiến của viên chủ bộ rồi mới tiến hành. Từ lời của viên chủ bộ, hiện trường đã có hai vợ chồng ông ta cùng hai vợ chồng Lâm Trường Quý tiến vào, đã bị phá rối ở một mức độ nào đó. Ngoài ra, khi bố trí tân phòng này ngày hôm qua và náo động phòng lúc đêm, đưa tân nương vào động phòng, khẳng định có không ít người tiến vào tân phòng này. Dấu vết đã có phá nhiều và bị phá hỏng. Do đó, cho dù cô lấy được dấu tay, dấu chân cũng không nói được điều gì. Thế nhưng hắn vẫn tử tế kiểm tra cửa sổ ở hiện trường, thấy mỗi cánh cửa sổ đều được đóng thật chặt, không có dấu hiệu bị phá ra, và then cài cũng không có cái nào bị gạt để qua. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, cởi bao tay và bỏ vào rương pháp y, xách dương bước ra ngoài đến giếng trời trong vườn, mời gọi chi huyện Thái Chiêu, vợ chồng viên chủ bộ và vợ chồng Lâm Trường Quý, Trương Huyện Thừa và các người khác vào. Viên chủ bộ đương nhiên là người quan tâm đến kết quả nhất, vừa vào vườn đã hỏi: Mạnh sư gia, kết quả thế nào rồi? Con dâu ta rốt cuộc vì sao mà chết vậy? Đương nhiên vấn đề này cũng được Thái Chi huyện và mọi người quan tâm, nên ánh mắt của họ đều tập trung vào người của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thở dài nói với viên chủ bộ: Viên đại nhân, con dâu Lâm Tư của ông bị người ta giết chết. Con của ta! Lâm Trừng Quý khóc lên tổ tổ. Lâm phu nhân thì mềm nhũn, thân người đứng không vững, sắp ngã xuống đất. Mấy nha hoàn vội vàng nhào tới đỡ. Lâm phu nhân cũng khóc giống lên. Chủ nhân khóc thì nha hoàn cũng đương nhiên khóc theo. Vì thế trong chớp mắt cả vườn hòa lên tiếng khóc như mưa. Viên chủ bộ mặt như khói ám, còn viên phu nhân thì lớn tiếng khóc ròng. Đối với bà ta, nguyên nhân khóc không phải vì thương cho con dâu, vì dù gì thì con dâu mới tới, chưa có cảm tình gì. Bà ta khóc ở đây là vì lo cho con trai mình, sợ con trai bị lôi vào trường mưu sát tai hại này. Thái Chi huyện xua tay nói: Các ngươi không được khóc nữa, tra rõ hung thủ là ai mới là trọng yếu. Thái Chi huyện nói vậy, mọi người mới từ từ kiềm chế bớt nước mắt. Thái Chi huyện khẽ hỏi Mạnh Thiên Sở: Tiên sinh, cái này không sai đấy chứ? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Ván sinh sơ bộ kiểm tra xong, phát hiện miệng mũi của Lâm Tư có dấu vết bị người ta bóp bịt rất rõ ràng, còn mặt thi thể và các nơi có dấu vết nghẹt thở rất rõ. Trong khi đó, những chỗ khác không phát hiện ngoại thương rõ ràng. Từ đó sơ bộ phán đoán Lâm Tư đã bị người ta bịt miệng mũi mà chết đi. Thế nhưng đây chỉ là căn cứ kiểm nghiệm bên ngoài thi thể mà kết luận sơ bộ. Muốn đưa ra kết luận cuối cùng phải tiến hành giải phẫu thi thể mới biết được nguyên nhân tử vong chân chính của Lâm Tư. Trương Huyện Thừa nghe thế vỗ tay nói: Hay, hay, phải giải phẫu, Mạnh sư gia nói rất phải. Nếu như không giải phẫu thì sao có thể tra rõ chân tướng sự tình được đây? Đối với lão ta, đương nhiên thì càng náo nhiệt càng tốt. Viên chủ bộ lúc này không còn lòng nào cãi với ông ta nữa. Nghe Mạnh Thiên Sở nói phải giải phẫu, nét mặt hiện vẻ khó coi, đưa mắt nhìn Lâm Trường Quỹ.
Lâm Trường Quý sụt sùi. Con gái ta đã chết quá thảm rồi, sư gia, cầu xin ngài đừng chà đạp thi thể của nó nữa. Mạnh Thiên Sở nghe ông ta sử dụng câu chà đạp, mặt không khỏi trầm lại. Lâm Trường Quý, giải phẫu thi thể là một sự tình rất nghiêm túc, là phương pháp trọng yếu nhất để tra xét nguyên nhân tử vong. Không thông qua giải phẫu thi thể, có những trường hợp không thể nào tra rõ nguyên nhân tử vong được. Hơn nữa, chúng tôi tiến hành giải phẫu thi thể trong tình huống bảo mật, những người ngoài không liên quan căn bản không nhìn thấy đâu. Giải phẫu thi thể là để tra rõ chân tướng tử vong, minh oan cho người chết. Do đó, hành vi giải phẫu thi thể vốn là sự kính trọng đối với sinh mệnh. Hơn nữa, sau khi giải phẫu kiểm tra xong thi thể rồi, chúng tôi sẽ khớp hết các vết mổ lại trở về nguyên trạng, không tồn tại sự chà đạp nào như ông nói cả. Lâm Trường Quý cũng cảm thấy mình dùng từ ngữ không đúng, nức nở khom người. Mạnh sư gia, tiểu nhân nỡ lời, tiểu nhân chỉ là đau lòng cho con gái chết thảm, không muốn nó chết rồi mà vẫn còn bị cắt xẻo thụ tội. Mạnh Thiên Sở đương nhiên lý giải tâm tình của ông ta. Thứ tâm tình này rất phổ biến ở những người có thân nhân mất. Xem ra án này thật rắc rối. Hắn quay đầu nhìn viên chủ bộ, có câu con gái đi lấy chồng như bát nước đã múc đi. Nếu như Lâm Tư đã gả về nhà viên chủ bộ thì coi như là người của nhà ông ta. Giải phẫu hay không giải phẫu, dù sao thì cũng do ông ta quyết định. Viên chủ bộ rất khó xử. Con dâu chết trong phòng tân hôn, con trai đã nói là lúc ngủ thì đóng chặt cửa, như vậy người ngoài không thể tiến vào. Nếu như con dâu chết vì bị người khác giết thì hung thủ có khả năng chính là Viên Thiết Sơn, con trai của ông. Cho dù là con trai, con nhấn mạnh là không giết Lâm Tư, nhưng trong tình huống này thì ai sẽ tin con trai ông ta đây? Cho dù là ông ta cũng chính vì xuất phát từ tình phụ tử. Hơn nữa, ở trước mặt Thái Chi huyện cùng mọi người có cường điệu con trai mình không thể nào giết người. Thế nhưng quả như bỏ đi tình thân, bản thân ông ta cũng bán tín bán nghi. Ông ta nghe Mạnh Thiên Sở nói con dâu bị người ta giết, vốn đã tuyệt vọng. Nhưng vừa rồi Mạnh Thiên Sở nói đó chỉ là kết luận sơ bộ, cuối cùng phải giải phẫu thi thể mới kết luận chính xác, cho nên vẫn nuôi hy vọng trong lòng. Cho nên đối với bản thân ông ta đương nhiên hy vọng tiến hành giải phẫu. Đây là cấp cho con trai mình tìm được hy vọng sống cuối cùng. Thế nhưng là Lâm Trường Quý báo quan, kiên trì khép tội con gái Lâm Tư bị Viên Thiết Sơn giết chết, vừa rồi đã kiên quyết không đồng ý giải phẫu. Trong tình huống này, nếu như ông ta buông lời đồng ý, như vậy là sẽ dẫn đến sự tình mâu thuẫn giữa hai bên. Lâm gia đây không phải là gia đình thường, tài lực rất hùng hậu. Nếu như tìm khắp mọi chỗ, cáo phát loạn lên, như vậy thì rất phiền phức. Lâm gia hiện giờ đang tức khí, cho nên biện pháp tốt nhất là khoan làm ngược lại ý nguyện của Lâm gia, xem chết trước rồi tính sau, nếu thực tế không ổn mới yêu cầu giải phẫu. Viên chủ bộ ho khan nói, Thái đại nhân, Mạnh sư gia, vợ của Thiết Sơn chết thảm, chúng tôi rất là thương tâm, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể thương tổn đến di thể của con nó được. Sư gia phán như thần, kẻ có thể tiến vào tân phòng giết chết vợ của Thiết Sơn nhất định có phạm vi không lớn. Với bản lĩnh của sư gia, nhất định có thể không phải giải phẫu mà vẫn tra rõ án. Nếu là như vậy thì không còn gì hơn nữa. Mạnh Thiên Sở cười khổ, hắn đương nhiên có thể lý giải cách nghĩ của viên chủ bộ, thầm nghĩ ông ta nói cũng không phải không có đạo lý. Những người bị hiểm nghi phạm tội có phạm vi khá nhỏ, hãy tra khám trước xem có thể trực tiếp tìm ra hung thủ hay không rồi mới tính. Như thế đương nhiên không cần giải phẫu nữa rồi, cho nên hắn gật đầu nói, như vậy cũng được, tạm thời không giải phẫu. Viên đại nhân, trong phủ có hầm dưới đất mát mẻ nào để bảo tồn thi thể không? Có một hầm dùng để chứa tạp vật. Viên chủ bộ quay sang nhìn Lâm Trường Quý, thân gia có băng khối trong hầm băng có thể chuyển tới bảo tồn thi thể. Lâm Trường Quý gật đầu, tiểu nhân lập tức cho người vận chuyển băng đến. Giang Lam là quê hương của cá và gạo, lại nhiều đặc sản miền biển giàu khắp thiên hạ. Lâm Trường Quý là đại hộ có số ở Hàng Châu, tài lực hùng hậu, cho nên ở nhà có một thầm băng chuyên môn chứa lạnh đồ đạc. Thái Chi huyện nói, như thế rất là tốt, mau đi ăn bài đi. Mạnh Thiên Sở trước hết cho Ngô Thác trong nha môn điền tả thi cách, sau đó cho viên chủ bộ phá nha hoàn dùng xe bản đưa thi thể chuyển đến hầm ngầm. Lâm Trường Quý cũng nhanh chóng phái người vận chuyển băng đá lạnh tới. Có băng lạnh, trong thời gian ngắn thi thể sẽ không thể hù bại. Lúc bọn họ bận bịu đưa thi thể đi, Thái Chi huyện, Mạnh Thiên Sở và Trương huyện thừa đến phòng khách nghỉ ngơi. Mạnh Thiên Sở nhất mực không mở lời, ngầm suy nghĩ xem nên phá án này như thế nào. Xử lý thi thể xong, viên chủ bộ và Lâm Trường Quý đều đến phòng khách. Thái Chi huyện hỏi Mạnh Thiên Sở, tiên sinh, án này có manh mối gì không? Theo lời của Viên Thiết Sơn, tân phòng chỉ có một mình hắn, trong khi đó cửa và cửa sổ đóng chặt, như vậy hung thủ là ai cũng không cần điều tra chi nữa.
viên chủ bộ vội cười trừ. Khuyển tử không thể nào giết người, huống chi lại giết vợ mới cưới của mình, mà có giết cũng không giết trong tân phòng đóng chặt cửa lớn cửa nhỏ, còn đem chuyện đóng chặt cửa đó đi báo cho người. Điều này không hợp lẽ thường chút nào cả, do đó khẳng định là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó, hoặc là hung thủ vốn đã nấp sẵn trong phòng. Dù sao đi nữa, thỉnh sư gia tất phải tra rõ chân tướng vụ này, tuy trước tin rằng Khuyển tử vô tội. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Ông nói cũng không phải là không có lý, vừa giờ ta cũng nghĩ quá, nếu như Viên Thiết Sơn giết thật thì không có lý do gì nói cửa đều đóng chặt, như vậy không phải là tự chối mình hay sao? Đích xác là có điều không ổn. Như vậy đi, chúng ta trước hết khoan chú ý đến vấn đề cửa nẻo chi đó, chờ một lát cha hỏi lại Viên Thiết Sơn là biết ngay. Hiện giờ hãy đem những người có khả năng phạm tội kể hết ra, xác định phạm vi những kẻ bị hiềm nghi. Đúng, đúng, đa tạ sư gia chí công tra án. Viên chủ bộ chắp tay xá lia lịa. Mạnh Thiên Sở nói với Thái Chi Huyện. Vãn Sinh đã kiểm nghiệm thi thể, phát hiện nạn nhân chết vào khoảng canh ba. Do đó muốn phá án này, trước hết phải xác định vào khoảng canh ba đêm vừa rồi có những ai có khả năng tiến vào phòng tân hôn, từ đó mới xác định được phạm vi điều tra. Thái Chi Huyện gật đầu. Tiên sinh nói phải lắm. Viên đại nhân, ông nói coi đêm qua vào khoảng canh ba quý phủ có những ai đến tân phòng này. Viên chủ bộ ngẫm nghĩ. Thái đại nhân và Mạnh sư gia về xong, các thư lại của tân khách cũng lục tục kéo về, từ canh 2 cho tới canh 4 chỉ còn có mấy người ở lại uống rượu, đại khái khoảng 7-8 người gì đó. Có những người nào? Mạnh Thiên Sở hỏi. Viên chủ bộ nhớ lại, đếm từng người. Có hai vợ chồng tôi và hai vợ chồng thân gia. Tân khách thì có Trương Huyện Thừa, Hình phòng tư lại Ôn Minh, Công phòng tư lại Nguyễn Xe Lập, Nhà môn tư lại Trác Tân, Lý Xung Nhân, Bằng hữu Lâm Thiên Hổ của Trác Tân. À đúng rồi, còn có huyện nho học đề cử ti giáo là Chu Mặc, Chu Tiên Sinh nữa. Ông nhớ rõ hết rồi chứ? Không còn người nào khác nữa chứ? Không còn nữa. Thái đại nhân và sư gia đi rồi, nha môn thư lại và các tân khách khác cũng lục đục đi hết. Chỉ còn lại bao nhiêu người đó tụ tập lại uống rất cao hứng. Mỗi người tụ tập lại một bàn, đoán tay chơi tiểu lệnh, mãi cho đến gần canh tư mới tan. Chúng tôi thu thập sơ sài xong cũng đã là canh tư rồi. Trương Huyện Thừa chen lời. Không sai không sai, lúc đó chỉ có bao nhiêu người đó thôi, những người khác đều đã đi về hết rồi. Mạnh Thiên Sở tính toán, cộng thêm vợ chồng họ Viên và họ Lâm thì có 11 người. Về lý luận thì vợ chồng họ Viên và họ Lâm không có khả năng giết chết Lâm Tư, do đó phạm vi bị hiểm nghi nghi phạm có 7 người. Đối với những nô tỳ người hầu trong viên phủ, Mạnh Thiên Sở tạm thời không liệt họ vào phạm vi điều tra, bởi vì những người này nếu muốn giết người thì sống chung dưới mấy nhà sau này nhất định có cơ hội. Án theo lý thường không có khả năng ở trong đêm tân hôn giết chết nữ chủ nhân, ngoại trừ quan hệ của Viên Thiết Sơn có vấn đề với người hầu, quan hệ tình ái chẳng hạn. Cho nên khả năng sát nhân của họ không lớn, có thể chưa liệt vào phạm vi điều tra vội. Ngoài ra, nếu lời Viên Thiết Sơn nói là thật, cửa nẻo của tân phòng bị đóng chặt thì 7 người này cũng không thể là hung thủ, và hung thủ chỉ có một, đó là Viên Thiết Sơn mà thôi. Cho nên trước hết cần phải hiểu biết tối qua rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, có tồn tại khả năng người khác tiến nhập vào tân phòng giết người hay không, hay là có nguyên nhân nào khác. Nếu như thế, người đầu tiên cần hỏi nhất đương nhiên là kẻ bị hiểm nghi nhiều nhất. Trong thời gian nạn nhân tử vong là kẻ duy nhất tại hiện trường Viên Thiết Sơn. Mạnh Thiên Sở nói với Vương Bộ Đầu. Ông lập tức mang mấy huynh đệ đi mời phân tách ra, đưa đến đây huyện nho học đề cử ti giáo dụ Chu Mặc, Chu Tiên Sinh, Công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập, thư lại Trác Tân và Lý Xung Nhân, còn có tên tiểu mưu lưu manh Lâm Thiên Hổ nữa. Những gì khác không cần nói và cũng không cần cho phép họ nói chuyện với nhau. Ta sẽ hỏi từng người một trong số này, hiểu rõ chưa? Vương Bộ Đầu không người đáp ứng, mang mấy bộ khoái ra đi. Mạnh Thiên Sở thiết đặt địa điểm thẩm vấn ngay tại thư phòng. Thi thể của nạn nhân đã được chuyển đi, nhưng Mạnh Thiên Sở đặc biệt yêu cầu không được làm loạn tình trạng trong phòng. Mạnh Thiên Sở và Thái Chi Huyện mang Viên Thiết Sơn đến tân phòng. Tống Tửng Vũ và các bộ khoái mang đến hai bộ bàn ghế, mời Thái Chi Huyện và Mạnh Thiên Sở ngồi xuống. Viên Thiết Sơn bị áp giải tới trước mặt huyện hái nó ra, đương nhiên không có vị trí của hắn, chỉ phải quỳ một bên trả lời. Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm Viên Thiết Sơn hồi lâu, bấy giờ mới từ từ nói. Ngươi đem sự tình phát sinh tối qua kể kỹ lại đi. Ta nhắc ngươi, hiện giờ ngươi là bị hiểm nghi tội phạm lớn nhất tại đây. Ta nếu cho rằng ngươi nói dối sẽ nhận định ngươi là hung thủ ngay, minh bạch chưa? Dạ, dạ, minh bạch rồi. Sắc mặt Viên Thiết Sơn tái nhợt, quỳ dưới đất cúi đầu khai.
Tối hôm qua khi tôi trở về động phòng đang cùng lồng nhiệt với nương tử của tôi thì nghe ngoài cửa có động tĩnh. Tôi chạy ra nhìn phát hiện Thư Lại Trách Tân và tên tiểu lưu manh Lâm Thiết Thổ đang nép vào cửa sổ nghe lén. Tôi nổi giận trách mắng chúng, nhưng Trách Tân nói muốn nói chuyện với nương tử của tôi. Tuy nương tử của tôi đáp không có gì để nói với hắn, nhưng tôi nghe ra chúng có khả năng là có liên hệ gì đó, nên trong lúc nóng giận đã xô Trách Tân ngã, lại đánh cho nương tử một bạt tai. Sau đó thì mọi người tới. Mạnh Thiên Sở đêm rồi chỉ nhìn thấy kết quả, không hề biết quá trình. Sau khi nghe Viên Thiết Sơn kể lại như vậy mới biết thì ra Tân Nương và Trách Tân có khả năng là trước đây có quan hệ tình cảm gì đó, bấy giờ mới khiến cho Trách Tân đến quậy tân phòng. Tối qua Trách Tân nhất mực uống rượu đến hơn canh ba, nhất định là trong lúc buồn giận Tân Nương tuyệt tình đã cố lấy rượu giải sầu đày đọa bản thân. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Ngươi nói tiếp đi, sau đó phát sinh chuyện gì?" Sau đó thì tôi và nương tử tiến vào phòng, nghe mọi người đi rồi, tôi liền chụp đầu tóc của nương tử của tôi, bức hỏi nàng ta rốt cuộc là có chuyện gì. Kết quả này đương nhiên có thể tưởng tượng ra được, vì một nam nhân không thể dung nhịn vợ của mình có quan hệ mờ ám với nam nhân khác, cho dù đó là sự tình trước đây, nhưng cũng hy vọng làm cho rõ ràng, huống chi thời điểm này là ở thời điểm Minh Triều trọng nam khinh nữ nữa. Viên Thiết Sơn nói tiếp: "Nương tử của tôi mới đầu không chịu nói, sau đó tôi cứ bức mãi, bây giờ mới nói là 2 năm trước nàng ta được Trách Tân giải cứu, hai người hỗ tương ái mộ nhau, sau đó lén định chung thân. Nhà của Trách Tân cũng có nhờ mai mối tới Lâm gia để thân, nhưng Lâm gia hiểm Trách gia là một tiểu hộ không xứng với con gái của họ, cho nên không hề đáp ứng. Trách Tân không còn cách nào khác, đã đề xuất cùng nương tử Lâm Tư của tôi Tư Bôn trốn nhà ra đi sống với nhau như vợ chồng. Lâm Tư không đồng ý, sau đó cha mẹ tôi nhờ mai mối đến dặm hỏi, Lâm gia đồng ý và định hôn luôn với nhà của tôi." Mạnh Thiên Sở tử tế hồi ức lại một chút, trên người Lâm Tư không hề có dấu vết đánh đập hoặc ẩu đả, hơi cảm thấy kỳ quái hỏi: "Người biết tin đó chẳng lẽ không đánh đập nương tử Lâm Tư của ngươi sao?" Tôi rất tức giận, nhưng nàng ấy cứ nhất mực khóc lóc cầu khẩn rằng đã gả về cho tôi rồi thì đã là người của tôi rồi, sau này sẽ không có liên hệ gì với tên Trách Tân đó nữa. Cho nên tôi lúc đó tuy ghen tức điên người, nhưng không có ý đánh nàng ta. "Vậy sao? Ngươi vậy mà còn biết thương hương tiếc ngọc sao? Sau đó thì sao nữa?" Sau đó chúng tôi lên giường. Sau khi động phòng rồi tôi ngủ thiếp đi, nhất mực cho đến lúc trời gần sáng. Tôi thức dậy đi nhà xí, bây giờ mới phát giác nương tử của tôi đã chết lâu rồi. "Được, nói đến chuyện quan trọng đây." Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn khắp tân phòng rồi hỏi: "Người trước đó nói cửa nẻo tân phòng đều đóng chặt về đêm, vừa rồi ta cũng đã kiểm tra cẩn thận, là cửa sổ của gian phòng này đích xác là khóa chặt, không có dấu vết gì lại phá. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có nhớ rõ hay không, có thật ngươi đóng kỹ cửa hay không?" Viên Thiết Sơn hơi do dự một chút, lý nhí đáp: Là đóng kỹ lắm mà." "Ngươi nói dối." Mạnh Thiên Sở đột nhiên đứng dậy, bước đến bên bàn, cầm cái hồ rượu có thể chứa 3 cân rượu, nhưng hiện giờ trống rỗng lên, rồi nói: "Ngươi tuy không đánh nương tử của ngươi, nhưng lại ép đổ rượu cho nàng ta, khiến nàng ta say khướt. Nương tử của ngươi say rượu rồi chạy ra cửa phòng ói mửa, ngươi lại kéo nàng ta về, xé rách quần áo quẳng lên giường trần chuồng, sau đó giày vò nàng ta. Nàng ta cố sức dãy giụa gào thét, ngươi dùng tay bịt miệng nàng ta, cưỡng bức nàng ta động phòng. Do ngươi bịt mũi miệng của nàng ta, dẫn tới nàng ta bị ngạt thở mà chết. Do đó ngươi chính là chân hung giết chết nương tử của ngươi." Viên Thiết Sơn kinh khủng xua tay lia lịa: Không phải là tôi giết nương tử của tôi không giết nàng ta." "Ngươi chúc rượu cho nàng ta có phải là sự thật không?" Là sự thật, nhưng do tôi ghen tức điên người, lại không nhẫn tâm đánh nàng ấy, cho nên trong lúc tức giận vừa uống rượu vừa nắm tóc nàng ta ép đổ rượu. Nàng ấy không giỏi uống rượu, nhanh chóng đã bị say, chạy ra ngoài ói mửa. Tôi kéo nàng ấy vào phòng, cởi y phục của nàng ấy, sau đó động phòng. Nhưng tôi không hề giết nàng ấy." Thái Chi Huyện nhất mực ở bên cạnh nghe Mạnh Thiên Sở thẩm vấn, nghe Viên Thiết Sơn thừa nhận phán đoán vừa rồi của Mạnh Thiên Sở, hơi kinh ngạc hỏi: "Tiên sinh, vừa rồi tiên sinh làm sao mà biết được chân tướng vậy?" Bình rượu chống ngoác, ngoài ngạch cửa lại có đống ngói mửa nhỏ, bên giường có đống quần áo nữ tử bị xé rách, kết hợp lại không khó có thể phán đoán như vậy. "Vậy vật ngói mửa đó có khi nào lại là do Viên Thiết Sơn lôn ra?" "Không thể nào, từ chuyện uống rượu tối qua có thể nhận thấy là Viên Thiết Sơn là người thường uống rượu. Nếu như y uống rượu mà muốn nôn, y khẳng định sẽ biết trước được,
sẽ ói ở bộ chậu chứ không phải tùy ý ói mửa trước cửa. Chỉ có người không biết uống rượu, chưa uống bao giờ hoặc bị người ta ép đổ trong tình huống bị nhộn nhạo ruột gan, không thể nào tìm chỗ ói mửa cho kịp. Do đó vết ói ngoài cửa chỉ có thể là của tân nương Lâm Tử. Ngoài ra quần áo của Lâm Tư còn có vết dơ do ói mửa dính lại, có thể ấn chứng cho phán đoán này. Thái Chi Huyện gật đầu lia lịa. Tiên sinh hiểu biết rất sâu, bội phục, thỉnh tiếp tục thẩm vấn đi thôi. Được. Mạnh Thiên Sở chuyển đầu nói với Viên Thiết Sơn. Ngươi nói ngươi không giết nương tử của ngươi, vậy ngươi thừa nhận có bịt miệng mũi nương tử của ngươi không? Tôi... Viên Thiết Sơn kinh hoàng thất thố. Tôi không có. Ngươi nói dối. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói. Muốn khiến người ta không biết trừ khi mình không làm. Ngươi bịt miệng mũi của nương tử của ngươi, do nương tử của ngươi cố sức dãy giụa nên móng tay của ngươi làm bị thương miệng mũi của nàng ta. Nếu như ngươi không thừa nhận, ta có biện pháp tra ra, và lúc cần thiết ta có thể nhờ Chi Huyện đại nhân cho động hình đấy. Viên Thiết Hà nói. Tôi nhũ phong của nương tử ngươi phía trong đùi đều ứa máu là do ngươi làm phải không? Tôi không nhớ rõ, lúc đó tôi uống thật say, hồ đồ ngủ lúc nào không hay. Ý của ngươi nói ngươi không bịt miệng bịt mũi của nàng ta sao? Cũng không giày vò nhũ phong và đùi trong của nàng ta sao? Tôi nhớ không rõ nữa. Thật đấy, tôi không nói dối đâu. Tôi lúc đó uống quá say, sau khi đưa nương tử của tôi từ ngoài cửa tiến vào, ngã lên trên giường. Đúng rồi, có khả năng lúc đó tôi quên đóng cửa. Vậy ngươi vì sao lúc đầu kiên trì nói là đã đóng cửa kỹ rồi? Lúc đó tôi không biết nương tử của tôi bị người ta giết chết. Tôi còn cho rằng nàng ấy bị bạo bệnh mà mất đi, nên tùy miệng nói là đặt chặt cửa néo. Nhân vì tôi lo Lâm gia sẽ trách tôi không chiếu cố cho Lâm Tư tốt, lúc đó chẳng qua là tùy miệng nói ra thôi. Sau này tôi không tiện cải chính. Sự tình có liên quan đến nhân mạng, ngươi còn hồ thuyết bát đạo thế sao? Sau đó thì sao? Viên Thiết Sơn nhỏ giọng đáp. Sau đó tôi đỡ nàng ấy nên nằm trên giường, cởi y phục. Sau khi động phòng xong, tôi mơ mơ hồ hồ mà ngủ đi. Ngủ một giấc dậy thì trời đã sáng rõ rồi. Lúc đó thì nương tử của tôi đã chết. Tôi là thật không nhớ tình huống cụ thể thế nào. Nhưng vì tôi rất say, tôi ở ngoài mời rượu, rồi uống rượu, mời rất nhiều. Sau đó quay về phòng, vò rượu lớn đó hầu hết là do tôi uống, cho nên tôi đã say. Nếu như ngươi nói ngươi đã say, không nhớ được có bịt miệng bịt mũi nương tử của ngươi hay không, vậy sao ngươi nhớ được là cùng nàng ta động phòng? Cái này thì nhớ rất rõ mà. Dù gì trong ấn tượng của tôi cũng nhớ rằng khi tôi cùng nương tử của tôi động phòng thì nàng ấy không hề tránh né gì cả, rất thuận chiều. Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm vào mắt y, chỉ thấy được vẻ mê mang, không nhìn ra sự hoảng loạn, nhịn không được tự hỏi trong lòng. Chẳng lẽ là hắn nói thật hay sao? Chẳng lẽ là hắn đỡ Lâm Tư lên giường rồi quên đóng cửa, và hai người đều uống say rồi? Có người nhân lúc bọn họ ngủ thiếp đi lén lén vào gian dâm Lâm Tư, sợ nàng ta la hét mới bịt miệng mũi nàng ta. Và do thân thể Lâm Tư ốm yếu, lại bị Viên Thiết Sơn chúc đổ say rượu như bùn, cho nên chẳng thể phản kháng được, bị người bịt miệng mũi ngạt thở chết luôn. Hay là có người có thù với Lâm Tư, ví dụ như Chắc Tân, nhân có cơ hội này tiềm nhập vào bịt miệng mũi nàng cho chết đi. Mạnh Thiên Sở trầm tư, cảm thấy án này nếu là như vậy thì quả là phức tạp vô cùng. Hắn hỏi tiếp. Ngươi nói không có bịt miệng của nương tử ngươi, có chứng cứ gì không? Viên Thiết Sơn ngẩn người. Chứng cứ? Lúc đó tôi đã uống say rồi, xong chuyện thì ngủ luôn. Đến chỗ nào tìm chứng cứ bây giờ? Dù gì tôi đích xác là không bịt miệng, bịt mồm của nương tử tôi, cũng không có bóp nắn ngực hay là bên trong đùi non gì cả. Tôi không phải là người thô lỗ. Hơn nữa, trong đêm tân hôn, nương tử của tôi vốn là muốn cùng tôi động phòng. Cho dù là tôi bực tức đổ rượu cho nàng, thì nàng cũng không vì thế mà không chịu động phòng với tôi. Sao lại đề kháng tôi được chứ? Và sao tôi lại phải bịt miệng mũi nàng ta? Cho dù nàng ta có la hét, tôi có gì mà phải sợ? Dù sao đi chăng nữa thì không cần thiết phải bịt miệng mũi nàng ta như vậy. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, thấy tên mập này nói cũng có lý. Hắn chuyên Việt đến Minh Triều xong, đối với đạo vợ chồng trong này đã có nhiều lý giải. Do đó phu quân muốn chung chăn gối với vợ, vợ dám nói không chỉ sợ khó như tìm lông chim phượng hay sừng lân. Từ tình huống đêm qua mà xét, Lâm Tư này không phải là nữ tử có máu sư tử Hà Đông. Do đó nhũ phong vào bên trong đùi của Lâm Tư có vết bầm dập, dù có thể là do Viên Thiết Hà làm, nhưng vết thương trên mặt mũi không có thể là do y gây ra. Do vết thương trên nhũ phong và đùi trong của Lâm Tư chỉ do vỏ bóp tạo thành ứ huyết dưới da,
không có vết thương ngoài da, chỉ có ở miệng mũi là có vết thương nhẹ ngoài da. Do đó, Mạnh Thiên Sở quyết định kiểm tra kẽ móng tay của Viên Thiết Sơn, xem có lớp da nào tàn lưu lại hay không. Nếu như có thể chứng minh Viên Thiết Sơn đã bịt miệng Lâm Tư. Sau khi kiểm tra, dưới kẽ móng tay của Viên Thiết Sơn không có lớp da chóc nào của nạn nhân cả. Do đó, ở cổ đại, không biết là mảnh vụn da tàn lưu ở kẽ móng tay có thể là manh mối phá án, cho nên không có khả năng có ý thanh tẩy kẽ móng tay, tiêu hủy vật chứng. Xem tên Viên Thiết Sơn mặt mày phờ phạc, đầu tóc bù rối thế này, có khả năng là hắn chưa tẩy rửa qua, cho nên không có khả năng tiêu hủy vật chứng này. Hiện giờ, nếu như nhận định Viên Thiết Sơn giết chết Lâm Tư, có mấy điểm khả nghi khó có thể giải thích. Một là miệng mũi người chết có dấu vết cào rách, nhưng kẽ móng tay của Viên Thiết Sơn không có mảnh da vụn lưu lại. Thứ hai, Viên Thiết Sơn là chồng mới cưới của Lâm Tư, lúc động phòng để đề phòng vợ la thét và mà bịt miệng đến nỗi Lâm Tư bị ngộp thở chết đi là rất khó giải thích. Thứ ba, nếu như Viên Thiết Sơn giết chết Lâm Tư, về tình và lý thì Viên Thiết Sơn cần phải tận lực che giấu, đặc biệt là ở vấn đề có đóng chặt cửa nẻo lại hay không. Y vừa mới bắt đầu nên nó là quên đóng hay gì đó, thậm chí là mở toang cửa sổ ra, bảo rằng trời quá nóng, tạo thành hiện trường giả là có người ngoài lẻn vào giết người. Nếu như là giám sát thì kiểm nghiệm chất trong âm đạo của Lâm Tư là quan trọng nhất. Rất tiếc là không thể giám định DNA, nếu không hung thủ là ai thì rõ như ban ngày. Thế nhưng giám định nhóm máu trong tinh dịch cũng có tác dụng trọng đại, có thể bài trừ người hiểm nghi phạm tội, từ đó thu xúc phạm vi điều tra. Mạnh Thiên Sở lấy mẫu máu của Viên Thiết Sơn tìm một căn phòng đơn độc tiến hành kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm vật trong âm đạo của nạn nhân quả nhiên có một lượng lớn tinh dịch nhóm máu A. Điều đáng tiếc đó là kiểm nghiệm nhóm máu của Viên Thiết Sơn cũng là nhóm A. Như vậy có thể nói tinh dịch này có khả năng là do Viên Thiết Sơn lưu lại. Nếu như nhóm máu trong tinh dịch khác với nhóm máu của Viên Thiết Sơn thì mới có giá trị kết luận cơ bản đây là một vụ gian sát. Rồi thông qua giám định nhóm máu của những người hiểm nghi có thể bài trừ thu sút phạm vi của những kẻ có khả năng gây án. Hiện giờ thì nhóm máu tương đồng, tinh dịch trong âm đạo của Lâm Tư có khả năng lớn nhất là của chồng Viên Thiết Sơn của nàng ta. Đương nhiên còn có một khả năng khác, đó là hung thủ giám sát Lâm Tư cũng có nhóm máu A. Như vậy thì phiền phức to rồi. Nhân vì những thiết bị hiện có của Mạnh Thiên Sở không thể nào tiến hành kiểm tra sự khác biệt của hai mẫu này. Nếu xác định có phải là của hai người trở lên tiến hành luân gian đối với Lâm Tư và tội phạm cưỡng gian đó đều có nhóm máu tương đồng thì chỉ có thể mượn kỹ thuật DNA để giải quyết thôi. Đa số mẫu gen IS chỉ cho ra một dòng, nếu trong âm đạo tìm ra nhiều dòng ISTR khác có thể chứng minh đó là án hãm hiếp tập thể. Thế nhưng hiện giờ Mạnh Thiên Sở xuyên Việt đến đây chỉ mang theo dương khám nghiệm pháp y thông thường, không có máy móc hiện đại kiểm tra DNA. Ngoại trừ loại khả năng giám sát này còn có khả năng báo thủ giết người, do đó kiểm tra nội dung trong âm đạo vẫn không có tác dụng thu sút phạm vi điều tra. Mạnh Thiên Sở kiểm tra hoàn toàn xong, bộ đầu Vương Dịch cùng bộ khoái quay lại bẩm báo là Chu Mặc cùng mọi người đã được đưa đến, đang ở trong phòng khách chờ, được bộ khoái canh giữ cẩn thận, nghiêm cấm nói chuyện. Nếu như có khả năng người ngoài nhân lúc Viên Thiết Sơn, Lâm Tư uống rượu say tiềm nhập vào tân phòng giết chết Lâm Tư thì những người này đều là hiểm nghi tội phạm, tất cả phải cẩn thận điều tra bài trừ. Và kẻ bị điều tra đầu tiên phải là người đã từng có qua lại với Lâm Tư rồi đại náo phòng tân hôn là Trác Tân. Viên Thiết Sơn bị đưa ra, Trác Tân bị bộ khoái đưa tới tân phòng. Khi Trác Tân bị đưa vào, bộ khoái không hề cho y biết là sẽ đưa y đến đây. Nơi này tối qua y đã từng tới, biết là tân phòng của Lâm Tư. Lần này bị đưa vào, sắc mặt bất an, nhìn xung quanh hỏi: "Tư Tư đâu?" Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm vào mắt Trác Tân, một lúc sau mới từ từ đáp: "Tối qua vào canh ba, Lâm Tư bị người ta giết chết trên giường cưới trong tân phòng này." Trác Tân trừng to mắt, nhìn thẳng vào Mạnh Thiên Sở, không ngừng lắc đầu, cố cười nói: "Sư gia, ông dẫn chơi sao? Chuyện này dẫn chơi không tức cười tí nào cả." Mạnh Thiên Sở nhất mực quan sát phản ứng của Trác Tân. "Ta không hề nói chơi, thi thể của Lâm Tư lúc này đang được đặt trong hầm băng dưới đất của Viên phủ." "Tư Tư, không thể nào, Tư Tư, ta muốn gặp Tư Tư." Sắc mặt Trác Tân biến hẳn, chuyển thân định chạy ra ngoài, bị Vương Bộ Đầu và các bộ khoái canh ở cửa túm gọn. Trác Tân cố sức giãy giụa, nhưng y là một thư sinh, lại một mình không thể địch lại số đông, cho nên sao có thể là đối thủ của các bộ khoái như lang như hổ được, nhanh chóng bị đè nghiến xuống đất, không động đậy được. Trác Tân khóc lớn: "Các ngươi bỏ ta ra, ta muốn gặp Tư Tư."
Mạnh Thiên Sở nhìn Chắc Tân trầm trầm, lạnh lùng nói: sẽ cho ngươi đi gặp, nhưng không phải là hầm băng mà là âm gian. Chờ đầu ngươi bị chặt xong thì có thể gặp lại nàng ta rồi. Chắc Tân lập tức ngừng ngay sự khóc lóc, cũng dừng dãy giụa. Do y bị án xuống đất, mặt bị đè sát đất không động đậy được, cho nên không nhìn thấy thần tình của Mạnh Thiên Sở. Nhưng y có thể từ lời nói băng lạnh của Mạnh Thiên Sở mà cảm thấy tình huống không hay, liền cố cựa cậy, nghẹn ngào hỏi: sư gia, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Rốt cuộc là thế nào sao? Ta đang định hỏi ngươi, rốt cuộc sự tình là thế nào đây? Mạnh Thiên Sở ra dấu cho Vương Dịch. Vương Dịch xách cổ Chắc Tân, kéo đầu hắn lên, sau đó thúc một chân vào giữa hai đầu gối của hắn, khiến cho Chắc Tân mềm nhũn quỳ xuống đất. Nghe lời của Mạnh Thiên Sở có kèm theo ý khác, Chắc Tân có hơi hoảng loạn, há hốc mồm không biết là phải nói thế nào. Mạnh Thiên Sở hỏi: được rồi, họ Chắc kia, không cần giả vờ nữa, nói đi, ngươi làm sao lẻn vào được tân phòng, giết chết Lâm Tư đây? Tôi giết chết Tư Tư? Các ngươi hoài nghi tôi giết chết Tư Tư? Không phải tôi tối qua với Viên Thiết Sơn phát sinh xung đột ở đây xong, liền cùng Lâm Thiên Hổ quay về phía trước uống rượu. Chúng tôi dự tử yến uống rượu ở ngoài, không hề rời khỏi đó, sao có thể tiềm nhập vào tân phòng hành hung được đây? Ngươi nhất mực uống rượu ở ngoài, sau đó không hề đến tân phòng sao? Dạ, Mạnh sư gia, chư huyện đại lão gia, cầu xin các ngài hãy để cho tôi gặp lại Tư Tư đi. Lời của Chắc Tân nghẹn ngào, luôn miệng khẩn cầu. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, hay là để cho hắn xem thi thể, cũng có thể từ đó mà quan sát ra được rốt cuộc hắn có phải là hung thủ hay không, cho nên liền gật đầu với chi huyện Thái Chiêu. Trong quá trình tra án, Thái Chi huyện đương nhiên dựa theo Mạnh Thiên Sở mà quyết định hành động, liền bảo: vậy cũng được, đưa ngươi đi xem thử, hy vọng ngươi xem rồi trở về thật thà hồi đáp những câu hỏi của sư gia. Được Vương Bộ Đầu cùng bộ khoái áp giải, bọn họ đếm hầm chứa dưới đất. Thi thể của Lâm Tư được đặt trên một cái giường gỗ, dùng vải bố trắng che lại. Chắc Tân run rẩy đưa tay khẽ vén tấm vải che, lộ ra gương mặt trắng bệch của Lâm Tư. Thân thể của Chắc Tân lập tức rung động kịch liệt, tiếp theo đó người nhún ra gục xuống đất ngất đi. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, bước tới bấm vào huyệt nhân trung của y. Một lát sau, Chắc Tân mới tỉnh lại, ngồi dưới đất khóc tồ. Mạnh Thiên Sở chờ y khóc một lúc, bây giờ mới nói: được rồi, ngươi đã nhìn thấy thi thể rồi, mèo khóc chuột chết cũng đã xong rồi, hiện giờ đã đến lúc khai rõ mọi chuyện rồi. Chắc Tân xoay người quỳ xuống: Mạnh sư gia, là ai mưu sát Tư Tư? Hãy tra ra, nhất định phải tra ra, đem hắn chém thành đoạn vạn, cầu xin ông mà. Sau đó khóc hu hu. Mạnh Thiên Sở có muốn cười khổ cũng không được. Ta còn chưa nhìn thấy người như ngươi bao giờ, không những làm giặc mà còn đòi bắt giặc, còn cầu ta giúp ngươi bắt tên giặc tự nhiên mà có đó. Ngươi chẳng phải là tên tặc nhân giết chết Lâm Tư đó hay sao? Chắc Tân bây giờ mới hiểu được lời của Mạnh Thiên Sở nói, kinh khủng kêu lên: không, không, không phải tôi không giết Tư Tư thật mà, tôi sao có thể giết nàng ấy được, tôi yêu nàng ấy lắm mà. Ngươi yêu nàng ấy lắm sao? Ngươi cho là lỗ tai của lão nhân gia ta điếc rồi hay sao? Tối hôm qua ngươi kiều hận đối với Lâm Tư như vậy, rất nhiều người đã nghe thấy, nhìn thấy, ngươi còn dám nói là ngươi yêu Lâm Tư sao? Tối qua tôi nhất thời nóng giận, nói loạn vậy thôi, kỳ thực tôi chân tâm yêu nàng ta, nếu không tôi đã không đến tân phòng tìm nàng ấy rồi. Được rồi, ta cũng lời không tán ma tán mảnh với ngươi nữa. Ngươi nếu như không thừa nhận giết Lâm Tư, còn Lâm Tư thì chết vào khoảng canh ba, vậy có người nào có thể chứng minh trong đoạn thời gian đó ngươi nhất mực không rời khỏi bàn tiệc hay không? Tôi đương nhiên là có người làm chứng mà, Lâm Thiên Hổ có thể làm chứng minh. Vậy được, dù gì trong đoạn thời gian đó người nào đi ra ngoài thì người khác đều nhìn thấy cả. Ta sẽ điều tra lần lượt xem coi ngươi có nói dối hay không. Nếu như có người thấy ngươi lúc đó đi ra ngoài chứng minh ngươi đã nói dối, có tật giật mình, bổn sư gia sẽ nhờ chi huyện lão gia đồng hình với ngươi. Chắc Tân nghe thế sắc mặt hơi biến, trầm ngâm một chút rồi nói: tôi đoạn thời gian đó có đi ra ngoài, mọi người đều có ra ngoài, không phải chỉ có một mình tôi. Đi nhà xí, ra ngoài nôn, dù gì trong quá trình uống rượu thì mỗi người đều phải làm thế, không chỉ có tôi không đâu. Lòng Mạnh Thiên Sở trầm lại: những gì ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên là sự thật, Trương Huyện Thừa đi mấy lần, còn có Lâm Thiên Hổ nữa, hắn đầu óc đầy bụi quay về, tôi còn cười hắn có phải là đi trộm gì đó nữa không. Đầu dính đầy bụi ư? Lâm Thiên Hổ làm gì mà đầu cổ lấm nem? Hắn nói đi nhà xí, đi một lúc lâu mới quay về, lúc đó tôi đang định ra ngoài đi tiểu, dọc đường gặp hắn, hắn từ phía tân phòng đi lại, tôi thấy đầu tóc hắn, y phục, bao gồm cả tay nữa đầy bụi,
tôi cười hắn đi trộm thứ gì đó. Hắn thần bí cười hề hề, hắc hắc, còn nhờ tôi giúp phủi bụi. Hai người quan hệ quá tốt nhỉ? Đúng vậy, chúng tôi cùng lớn lên từ nhỏ mà. Hèn gì, tối qua hai người cùng chạy đến tân phòng, dòm trộm. Dạ, là tôi gọi hắn cùng đi với tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn nói đôi lời với Tư Tư. Tôi uống hơi say, nhất thời xung động. Vừa rồi, Trác Tân cung cấp một tình tiết rất quan trọng. Đó là căn cứ vào lời khai của Viên Thiết Sơn thì dòm trộm tân phòng ngoài Trác Tân còn có Lâm Thiên Hổ. Còn Trác Tân thì bắt gặp Lâm Thiên Hổ nửa đêm, đầu cổ đầy bụi quay về. Rất có thể là lần nữa đến coi lén tân phòng, không chừng gây án cũng nên. Mạnh Thiên Sở phảng phất nhìn thấy tia hy vọng phá án. Tuy trong lòng mừng như điên, nhưng mặt không biểu lộ gì, vẫn cười lạnh y như cũ. Ngươi còn nhìn thấy ai, không ổn nữa hay không? Trác Tân cúi đầu suy nghĩ một lúc. Đúng rồi, Trương Huyện Thừa, ông ta ra ngoài mấy lần, Tri Huyện Lão Gia và Sư Gia Ngài đi rồi. Trương Huyện Thừa không có uống bao nhiêu rượu trên bàn tiệc cả. Lúc đó mọi người đều đã uống khá nhiều, bắt đầu chơi tiểu lệnh. Tôi nhớ là ông ta không có tham gia gì, nó là đau bụng cứ chạy đi nhà cầu, lại không cho viên chủ bạc cùng mọi người đi cùng ra ngoài cả nửa ngày. Tôi nhớ là ông ta lại đi nhà xí lần nữa, tôi đi theo sau đó, nhưng ở nhà xí căn bản không nhìn thấy ông ta. Hay là ông ta đến nhà xí nào khác rồi? Ngôi nhà vườn chúng tôi ngồi uống rượu chỉ có một nhà xí, những nhà xí khác rất xa. Mạnh Thiên Sở động tâm. Trương Huyện Thừa này có ân oán với viên chủ bạc, y lại là người lòng dạ hẹp hòi, khó tránh y dưới tác dụng của rượu vì báo phục mà len lén đi giết Lâm Tư, vừa tiết phẫn vừa gợi lên mâu thuẫn giữa Viên gia và Lâm gia, dày vò Viên gia cho thỏa mãn. Lão tiểu tử này có vấn đề. Còn có người nào có hành tích khả nghi nữa không? Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp. Trác Tân ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu. Tôi đêm qua rất đau lòng, chỉ biết uống thật nhiều rượu cho nên nhanh chóng uống say, không chú ý người khác làm gì nữa. Mạnh Thiên Sở lệnh cho bộ khoái đưa Trác Tân ra ngoài, sau đó về kiểm tra tân phòng một vòng, lật nệm giường lên quan sát dưới giường, gật gật đầu lệnh cho đưa Lâm Thiên Hổ vào. Lâm Thiên Hổ tiến vào phòng quỳ dưới đất, dáng vẻ nghênh ngang. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, cô dâu mới Lâm Tử của Viên gia đêm qua đã chết rồi, ngươi có biết hay không? Lâm Thiên Hổ ngẩn người một chút, sau đó nói, nhiều nam nhân có ý với ả như vậy, ả đương nhiên sống không thọ rồi. Có ý với nàng ta, bao nhiêu nam nhân, đó là những nam nhân nào? Cái đó thì là Trác Tân đấy. Trác Tân đối qua không phải vì không đành lòng rời xa tiểu mỹ nhân Lâm Tư này mà đến phá, để bị tên mập Viên Thiết Sơn đó đập bể đầu hay sao? Ngoại trừ hắn thì còn ai nữa không? Hì, tôi làm sao mà biết được? Ngươi không biết sao? Vậy ngươi vừa rồi nói nhiều có nhiều nam nhân, bây giờ lại nói không biết sao? Tôi lớn lộn, không được sao? Cứ coi như là tôi đánh giấm đi. To gan, Tri Huyện Lão Gia ở đây, ngươi lại dám xuất lời ô uế, đáng bị vả miệng. Mạnh Thiên Sở quay sang thư với Thái Tri Huyện. Hắn thấy Lâm Thiên Hổ ra vẻ cả lơ phất phơ như vậy, không chịu trả lời câu hỏi cho tử tế, có lòng dập tắt sự kiêu căng của tên này, sau đó mới thuận lợi thẩm vấn. Thái Tri Huyện gật gật đầu quát, người đâu, đem tên này ra vả miệng 20 cái. Vương Dịch, Tống Tửng Vũ cùng một bộ khoái khác bước tới, hai người xách hai tay của Lâm Thiên Hổ. Vương Dịch tự thân động thủ vả mặt. Vương Dịch này thân thể khôi ngô, bàn tay xòe ra như cái quạt bồ, tát bôm bốp vào mặt, khiến cho Lâm Thiên Hổ gào như heo bị chọc tiết. Sau khi tát tay xong, Lâm Thiên Hổ miệng mũi đầy máu, mấy cây răng lung lay, siêu vẹo, mặt trương phồng chẳng khác gì con heo. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng hỏi, hiện giờ đã nghĩ ra chưa? Nếu còn chưa nghĩ ra, chúng ta có thể trợ giúp cho ngươi. Lâm Thiên Hổ là một tên tiểu lưu manh, đương nhiên biết câu hảo hán, không chịu cái thiệt trước mắt. Do miệng bị đánh sưng vèo nên dập đầu phều phào thưa, đừng đánh nữa, tiểu nhân nhớ ra rồi. Vậy thì mau nói, còn có ai có chủ ý với Lâm Tư không? Còn có Trương Huyện Thừa. Mạnh Thiên Sở cùng Thái Tri Huyện đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Thiên Sở hỏi, người sao biết Trương Huyện Thừa có tâm ý với Lâm Tư? Tôi ở trên đường gặp phải. Trên đường nào? Ở trên đường đến nhà xí. Dám thối, Lâm Tư không ở nhà xí, ngươi đi trên đường đến nhà xí gặp Trương Huyện Thừa thì bằng vào cái gì nói Trương đại nhân có ý với Lâm Tư đây? Rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ, đáng vả miệng 20 cái nữa. Hơn nữa phải đánh mạnh vào. Đừng, tôi nói mà. Lâm Thiên Hổ kinh khủng xua loạn hai tay. Hắn là một tên tiểu lưu manh nhưng thường giao thiệp chỉ điểm cho nha môn, đương nhiên biết Vương Bộ Đầu trời sinh thần lực. Nếu đánh thật thì không cần tới 20 cái, chỉ cần 5 cái là đủ vả dụng hết cả hai hàm răng của hắn.
đánh xong 20 cái, bản thân hắn còn mạng hay không còn rất khó nói. Hắn là một tên tiểu lưu manh, nếu vì bị tra tấn mà chết, cũng không có ai kêu oan cho hắn. Vì thế, hắn hoảng hồn, xua tay lia lịa. Mau nói, bổn sư gia là người nóng tính lắm đấy. Dạ, dạ. Lâm Thiên Hổ dập đầu như thế sao? Tiểu nhân trên đường đến tân phòng gặp được Trương huyện thừa, y lúc đó thần tình rất khẩn trương, vừa đi vừa chỉnh lấy y phục. Các người có nói gì không? Không có, tôi nấp qua một bên, ông ta không hề nhìn thấy tôi. Mạnh Thiên Sở trầm ngâm một chút rồi hỏi, người đến tân phòng làm cái gì? Tôi chỉ tùy tiện đi đó đi đây thôi. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Hổ, da của ngươi ngứa rồi phải không? Lâm Thiên Hổ dập đầu vội nói, sư gia, tiểu nhân nói đây là lời nói thật à? Lời thật ư? Ta hỏi ngươi, đêm hôm qua có người thấy ngươi đầu cổ đầy bụi trở về bàn tiệc, ngươi đi đâu vậy? Thân hình của Lâm Thiên Hổ hơi rung động, không nói lời nào. Kỳ thật không cần dùng hình phạt ta cũng biết ngươi đi làm cái gì, chỉ có điều ngươi thái quá ngông cuồng, vả miệng để ngươi biết thật thà thêm đôi chút mà thôi. Mạnh Thiên Sở bước tới sau lưng Lâm Thiên Hổ, đi qua lại một vòng, khẽ gỡ ra một miệng nhện từ trên đầu của y hỏi, mạng nhện này ở đâu ra vậy? Là ở nhà bị dính vào. Lâm Thiên Hổ cúi đầu đáp, bị dính vào ở nhà sao? Ngươi ở nhà hay chui xuống giường lắm hay sao? Chui xuống giường làm cái gì, bắt chuột sao? Lâm Thiên Hổ dường như được nhắc nhở, vội cười hề hề hàm hồ đáp, đúng tối qua tiểu nhân về nhà đang chuẩn bị cởi y phục ngủ thì nghe ở giường có chuột nên cầm gậy chui vào dưới giường. Nói đến đây, Lâm Thiên Hổ phát giác thần tình của Mạnh Thiên Sở không đúng, nhất mực nhìn hắn với vẻ trào phúng, liền từ từ dừng lại, cúi đầu không nói nữa. Tiếp tục phịa đi, sao không chịu tiếp tục đi? Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, trước đó chắc Tân đã khai hết rồi, khi hắn gặp ngươi đang từ phòng tân hôn trở về, đầu tóc áo quần dính đầy bụi và mạng nhện, hắn còn giúp ngươi phủi bụi trên giường, và vừa rồi bổn sư gia kiểm tra dưới giường tân phòng này, thấy rõ ràng có dấu bị trà lết, ngươi đích xác chui dưới giường, chỉ có điều không phải là ở nhà ngươi mà là ở tân phòng này. Thế nào, ta nói không sai đấy chứ? Cho dù ngươi không thừa nhận, ta cũng có biện pháp tra ra người chui dưới giường tân hôn này là ngươi. Kính thưa quý vị các bạn, tập 10 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi diễn biến của vụ án này trong tập 11 vào tối ngày mai. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.